bây giờ xin mời quý khán giả sẽ đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Triệu Lệ Dịn và 7749 Dưa khiến khán giả chấn động, hết Lâm Canh Tân, Tiêu Chiến, nay lại tới Mỹ Nam này. Triệu Lệ Dịn là minh tinh được săn đón nhất nhì showbiz hiện nay bởi tài nguyên dồi dào, khả năng diễn xuất và ngoại hình ấn tượng. Nổi tiếng với đời tư trong sạch, mỹ nhân sinh năm 1987 thường xuyên bị bám đuôi để hòng bắt được khoảnh khắc bất lợi cho cô. Gần đây, trên mạng xã hội Trung Quốc lan truyền thông tin Triệu Lệ Dịn bị nhiều tay máy theo sát 24/24. Nhiều người cho rằng mục đích của việc làm trên là muốn tìm ra điểm đen nào đó của cô. Về phía nữ diễn viên với kinh nghiệm nhiều năm hoạt động trong giới giải trí, cô không dễ mắc bẫy. Dư luận tin rằng các thế lực muốn hạ bệ cô cần phải cao tay hơn nữa. Dù vậy, những thông tin liên quan đến Triệu Lệ Dịn hiện đang nhận về hàng loạt sự quan tâm từ cư dân mạng kể từ sau khi Dạ Man Sinh Trưởng đóng máy. Và dưới đây là những dưa về cô nàng khiến khán giả không khỏi xôn xao. Đắc tội với nhà đầu tư, sau Dạ Man Sinh Trưởng, hội buôn dưa hiện nay đang quan tâm đến việc Triệu Lệ Dịn sẽ tiếp tục tham gia vào dự án mới nào. Cho đến nay có khá nhiều dự án gọi tên mỹ nhân sinh năm 1987 này. Tuy nhiên, Triệu Lệ Dịn vẫn dửng dưng và tỏ vẻ không hài lòng với dự án nào cả. Và điều khiến khán giả lo lắng cho Triệu Lệ Dịn đó là việc cô liên tiếp từ chối các dự án phim ngôn tình có thể khiến các nhà sản xuất, nhà đầu tư phật lòng. Trên thực tế, trước thời điểm Dạ Man Sinh Trưởng đóng máy, tên của cô nàng đã được nhắc đến rất nhiều ở các dự án lớn, tuy nhiên đều là cổ trang ngôn tình, và dĩ nhiên phải nhắc đến Sở Kiều Chuyện 2. Tuy đã 5 năm trôi qua, thế nhưng cũng có khá nhiều đồn đoán cho biết, nữ hoàng Rating đã nhiều lần từ chối đóng phần 2 của tác phẩm này, dù nhà sản xuất liên tục gửi lời mời. Sau Sở Kiều Chuyện thì Dự Phượng Hành cũng bắt đầu triệu hồi tên của Triệu Lệ Dịn. Dù rằng tin đồn nam chính là Tiêu Chiến, thì cô cũng chẳng mặn mà gì. Ngoài ra, một số bộ phim khác đang trong thời gian tìm diễn viên cũng mong muốn được mời Triệu Lệ Dịn, nhưng tất cả đều không lọt vào mắt cô. Điều này cho thấy quyết tâm đóng điện ảnh của Triệu Lệ Dịn là rất lớn, nhưng kéo theo đó là không ít rắc rối. Cụ thể, gần đây, blogger tiết lộ một tin tức cho biết việc Triệu Lệ Dịn liên tiếp từ chối nhận phim khiến các tư bản phía sau không vui. Nội dung như sau, Hoa Mặt Tròn bị ví rất muốn truyền hình, cho nên từ chối rất nhiều kịch bản. Những bộ này đều là nhà tư bản lớn đầu tư, cho nên không tránh khỏi việc chọc giận họ. Biệt danh Hoa Mặt Tròn thường được blogger dùng cho khá nhiều mỹ nhân trong giới, từ những cô có đặc điểm gương mặt bầu bĩnh, tròn trịa. Tuy nhiên, ứng với chi tiết truyền hình, từ chối nhiều kịch bản trong thời gian gần đây và cũng hay được gọi là Hoa Mặt Tròn, chỉ có Triệu Lệ Dịn. Việc Triệu Lệ Dịn không đóng ngôn tình, từ chối những bộ phim này quả thật sẽ đắc tội với không ít nhà đầu tư. Do đó fan cũng rất lo lắng cho cô, bởi làm phật lòng giới tư bản sẽ mang đến rất nhiều hậu quả không tốt. Cụ thể, theo blogger tiết lộ, thì bộ điện ảnh mà Triệu Lệ Dịn sẽ nhận sắp tới là Phiên Dịch Quan, có sự tham gia diễn xuất của Trương Dịch, Tề Khê và Vương Tuấn Khải. Điều khiến netizen bất ngờ đó là màn hợp tác của Lệ Dịn và thành viên GF Boys Vương Tuấn Khải. Tính ra năm nay, sao nữ Minh Lan Truyện đã 34 tuổi, còn Vương Tuấn Khải mới 22. Chênh lệch tuổi tác là rất lớn, tận 12 tuổi. Trước lời đồn đoán về màn hợp tác này, netizen đã để lại nhiều bình luận trái chiều, cho rằng nếu trên phim là mối quan hệ tình cảm, e rằng không phù hợp. Dù Triệu Lệ Dịn hiện tại vẫn trông rất trẻ trung, song không thể phủ nhận rằng khi đứng cùng Vương Tuấn Khải sẽ có sự khác biệt. Nhưng dù thì đây cũng chỉ là rumor mà thôi, netizen cũng đang lo lắng quá sớm rồi. Bởi Triệu Lệ Dịn chưa chắc đã nhận phim này, hơn nữa dù có cũng chưa chắc mối quan hệ trên phim của Triệu Lệ Dịn và Vương Tuấn Khải là tình cảm nam nữ. Tính cho đến thời điểm hiện tại, những thông tin về dự án mới mà Triệu Lệ Dịn sẽ tham gia đều là đồn đoán thôi mọi người ơi. Nữ hoàng Rating có đóng điện ảnh hay không thì hãy chờ, đến ngày tiếp theo sẽ rõ nhé, bởi đây cũng là ngày khai máy dự kiến của tác phẩm trên. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.